Tây Du Ký chương thứ 83, Tề Thiên kiện Lý Tịnh là trà bắt nữ yêu. Khi ấy Sa Tăng hỏi, thầy đã đi ra khỏi cửa động thế còn sư huynh ở đâu? Tạm tạng chí nàng ấy mà nói rằng sư huynh ngươi ở trong búng ải. Bắt giới cười rằng, hơ, 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 nó đã ra khỏi cửa động rồi, còn ở trong bụng làm chi? Hãy đi ra cho rảnh. Tốt hành giả bảo há miệng giả. À ta ý lời há miệng, Tôn hành giả hóa hình nhỏ, bò lần lên tới cổ, nghĩ rằng nếu mà mình nhảy ra, e nó làn nhằn cắn đại. Nghĩ rồi lấy thiết bảng hóa ra cái đinh chống hàm nó, rồi mới nhảy ra, thâu thiết bảng hiện nguyên hình, giá thiết bảng liền đục. ảo à, ta rút sòng kiếm hỗn chiến một hồi, rồi nhảy lên chót núi. Tôn hành giả nhảy theo đánh nữa, còn bắt giới và xa tăng rằng, đại cả dối quá, phải chi khi nãy soi lúng bụng mà ra, chẳng là xong chuyện. Xa tăng nói, phải, xong xử huynh già cổng khó, xuống hang làm kế mới cứu đặng thầy, vậy thì bây giờ để thầy ngồi dậy, đặng chúng ta đi chợ chiến. bắt giới lắc đầu nói rằng, đừng đừng đừng, nói thiệt thần thông, chờ chúng ta đánh không lại đâu. Sa tăng nói giúp sức không khá nhiều cũng khá ít mà lẽ nào lại sợ nó mà bỏ sư huynh à? Hai huỳnh đệ đồng nhảy lên chót núi trợ chiến. À ta đương đánh với tôn hành giả mà không lại xảy thấy Sa tăng vác bửu trượng trợ chiến, bạc giới vác đinh bà đập đùa nên à ta kinh hãi liền chạy tôn hành giả hối đuổi theo ả à ta liền cởi chiếc giày bên hữu hóa ra hình của mình múa xong kiếm trở lại cự chiến còn hình thiệt hóa ra trận gió bay đến hiện, miệng hàng thấy tam tạng ngồi một mình sẵn dịp Tính thỉnh thầy về động, lại lấy đồ hành lý và con ngựa cũng bắt luôn. Còn ba anh em đánh nhau với yêu giả, bắt dưới đập nhầm nó một cái đình bà nhào xuống, coi lại thì là một chiếc giày. Tổn hành giả kinh hãi mà nói rằng, sao hai đứa bấy không báo hộ thầy, ai cần đi chợ chiến hư? Bắt dưới ngó xa tăng mà nói rằng, sao? ta nói có linh không ta bảo đừng có trợ chiến vì biết hầu vương tính ở không chừng mà mình đánh dùng mới trừ đặng yêu tinh mà đã không mang tiếng trả ơn lại thềm trách móc kiện tôn hành giả nói Ngươi tưởng chiếc giày đó là cốt tinh sao? Hồi trước nó cũng gạt ta như vậy, rồi nó lén đi bắt thầy về động đó. Này không biết nó đã bắt thầy về động hay chưa? Mau mau còi lại thứ. Nói rồi đồng hè về chỗ cũ, thấy có một sợi dây cương đứt hai tại gốc cây, chờ thầy vào gói đồ, vơi còn ngựa đều đi đầu mất. Tôn hành giả khóc và nói rằng... <laughs> Chắc là thầy chưa hết tai nạn nên là mới khiến như vậy mà. Bạt giới cười ngất. Tôn hành giả mắng rằng, bộ ngươi muốn về xứ hả? Bạt giới nói, hồi sư hồi ngồi, không phải nói như vậy. ơi đệ chắc là bị cái con yêu ấy nó bắt về động rồi. Huynh lại phải xuống hang một lần nữa. Nói rồi nhảy xuống hang, tìm tới lầu thấy đóng cửa. Tôn hành giả phá cửa xông vào, không thấy một người thấp thoáng. Qua phòng bên đông không thấy tam tạc, coi loại đồ khí dụng thì không còn một món nào. Nguyên là động ấy, nó giáp vòng tới 300 dặm, ổ hàng ở không biết là bao nhiêu. Chuyến trước bị hành giả tìm ra, nên là chuyến này nó giấu ngõ nào cũng không biết. Tôn hành giả tức mình dậm chân gâm hết, xảy nghe mùi hương ở phía sau bay tới. Tôn hành giả nghĩ rằng phía sau có mùi hương, chắc nó lại ở tại đó, nghĩ rồi bắt mở theo tới chỗ ấy thấy có ba căn nhà trống trên bàn thờ có hai thần chủ trước bàn để một lư hương bài vị thứ nhất có để chữ vàng như thế này tôn phụ lý thiên vương chỉ vị bài thứ nhì có để chữ vàng như thế này tôn huynh nà trà tàm thái tử chỉ vị tôn hành giả mừng quá không tìm thầy cũng tráng kiếm yêu liền sách hai cái bài vị và lư hương nháy lên miệng hàng cười ngất sa tăng bạc giới hỏi huynh cứu được thầy hay sao nên là vui vẻ như vậy tôn hành giả cười rằng chúng ta chẳng cứu làm chi cứ đòi hai cái bài vị đó nói rồi để hai bài vị mà bảo rằng chúng bay xem thì hiểu sa tăng coi rồi hỏi rằng ý đó là làm sao đó tôn hành giả nói ta đi xuống động chúng nó trốn mất hết sau vào thấy có ba căn nhà giữa bàn thờ có hai cái bài vị và một lưu hương đền ta sách về làm tang đó chắc là con gái của ông Lý Thiên Vương, em gái của nà trà thái tử muốn ở phàm nên là xuống giả yêu mà bắt thầy tà đó à, nếu không cứ gốc mà hỏi thì khó kiếm tìm vậy hai người ở đây đặng lão tôn đi kiện Lý Thiên Vương mà đòi thầy lại bát giới nói anh viết ngự huynh viết ngự trạng này là... À, chưa đi mà hăm kiện xin nói phỏng cho chúng đệ nghe tôn hành giả nói sẵn có lư hương bài vị làm tang tà ta đặt ngự trạng rằng là kiện về sự giả yêu mà bắt người nay lý thiên vương thả con gái xuống cõi trần giả yêu mà bắt thầy ta về núi hàm động hàm không động vô đáy à, như vậy thì na cha cũng có tội nữa vì không biết dạy em có bài vị lư hương là đổ tang của chúng nó xin hộ sai trà còn ông Lý Thiên Vương đi thầu nó mà trả thầy tôi đặng đi thỉnh kinh. Bạt giới nói, phái phái, như vậy thì đặng kiện mười phần, trắng lo chỉ thật anh em hãy viết ngữ trạng cho màu. Tôn hành giả viết ngữ trạng rồi, liền sách lưu hương và bài vị, nhắm cửa trời bày tới. Bốn ông thiên vương thấy tôn hành giả xông vào cửa nam thiên, liền đón mà hỏi rằng, đại thánh đi đầu đó. Tôn hành giả nói, tôi đi cáo hai người. Bố ông lấy làm lạ giật mình nghĩ thầm rằng không biết là cái con quỷ này nó đi cáo hai người nào đó nhỉ? Ngũ rồi dẫn tôn hành giả vào đền. Tôn hành giả đế bài vị và lưu hưởng xuống quỳ lại trúc tụng rồi dâng ngự chạm. Thượng đế xem rồi phê hài chữ Thánh Chỉ, truyền Thái Bạch Kim Tinh đi với hành giả, đến cung vân lâu, đòi Lý Thiên Vương kiến giá. Khi ấy Thái Bạch Kim Tinh và Tôn Hành Giả đồng tới cung vân lâu, đồng tử ngó thấy rồi vào báo rằng có Thái Bạch Kim Tinh đến. Lý Thiên Vương bước ra ngành tiếp, thấy Thái Bạch Kim Tinh tài cầm thánh chỉ, không biết việc chi. Lý Thiên Vương đặt bản hương án tiếp chỉ, ngó thấy Tôn Hành Giả đi theo. Lý Thiên Vương hỏi Thái Bạch Kim Tinh rằng thánh chỉ truyền chỉ đó Thái Bạch Kim Tinh nói đây là ngự trạng của tôn đại thánh để cáo thiên vương. Lý thiên vương nổi nóng hỏi rằng nó cáo chuyện gì đó. Thái Bạch Kim Tinh nói cáo về sự giả yêu mà bắt người. Thiên vương đọc thử thì rõ. Lý Thiên Vương lại rồi dở ra xem thì thấy thì nổi giận, nạt lớn rằng cái con khỉ kiện không trúng việc ấy là vu oan cho ta thái bạch kim tinh nói thiên vương đừng có nóng giận con lư hương và bài vị làm cớ mà nói chắc là con gái thiên vương bây giờ bài vị và lư hương vẫn còn dựng ở trước điện á lý thiên vương nói tôi có ba đứa con trai thằng kim cha này theo phỏ phật tổ Thằng kế đó là mộc cha nó làm đệ tử của quan âm Còn cái thằng thứ ba là thằng na cha nó còn ở nhà đó Sau này uh, tôi sinh một đứa con gái tên là Bửu Anh Năm nay nó mới 7 tuổi Việc đời nó còn chưa đủ điều ấy. Lẽ nào nó lại đi làm yêu tình bắt tạm tạm như là không tin đấy thì tôi bảo bồng ra cho mà coi cái con khỉ này nó vô lễ xảo dám cáo gian hứ đừng có nói tôi làm chức thiên vương đặng quyền tiền trảm hậu tấu làm chi dầu tôi ở đâu đó cũng không có phép kiện giàn như vậy trong luật có nói cáo giàn tội nặng bằng ba ấy nói rồi truyền quân bắt hành giả trói lại. Khi ấy, tôn hành giả nghe nói không sợ chút nào, liền cười ngất mà nói rằng, bề nào thì tôi cũng thất chức mà đặng sau hề. Nói rồi, dứt lời, Lý Thiên Vương lấy đao khảo yêu liền chém hành giả. Na cha lấy gươm khảm yêu ra đỡ mà can rằng, xin phụ vương bất giận Lý Thiên Vương kinh hãi chạy đến lầu lấy tháp vàng cầm ở trên tay mà hỏi rằng, à, con nói làm sao? À, ấy là Lý Thiên Vương giật mình sợ Na cha làm nhan theo lớp phong thần nên là cầm tháp vàng thủ thế rồi mới dám hỏi. Nếu các bạn chưa rõ đoạn này thì các bạn có thể xem chuột của à, phong thần diễn nghĩa khi ấy na cha quỳ xuống và thưa rằng thiệt có em tôi ở trùng giới đó lý thiên vương nói tá sinh bốn anh em bay mà thôi còn có đứa con gái nào mà ở trùng giới na cha thưa ờ, phụ vương quên rồi con ấy nó thiệt là yêu tinh 300 năm trước nó ở tại Linh Sơn Ăn đèn sáp và uống dầu bàn Phật Như Lai xài trà còn tà đi bắt nó Đáng lẽ thì đập chết cho rồi Nhưng mà Phật tổ có dặn trước rằng Lòng lành thả cá dưới ao Đức lớn nuôi nai trên núi Bởi có ấy cho nên là cha con mình không nỡ giết nó Nó cảm cái ơn đó xin làm nghĩa nữ Kêu phụ vương bằng cha Nó kêu con bằng anh và viết bài vị trường sinh mà thỏ sâu Đúng đó chẳng ngờ nay nó lại thành tinh bắt tam tạng bị tôn hành giả tìm tội lấy được bài vị làm tang mới dám đi kiện đích danh như vậy ấy không phải là em rùa, thiệt là em nuôi Lý Thiên Vương nghe nói, mộc óc than rằng, ô, thiệt là ta quên lửng, chẳng hay nó tên họ là chi. Na cha thưa rằng, nó mới, nó có tới tận ba tên, à, không phải một, tránh gốc của nó là Kim Tỷ Bạch Mau Lão Thử Tinh. Trong lúc uống dầu bàn Phật thì lại xưng là Bán Triệt Quan Âm, bây giờ nó ở dưới động, nó xưng là Địa Võ Phu Nhân. Lý Thiên Vương nghe nói nhớ trực lại, liền để bửu pháp Bửu tháp xuống, bực lại mở trói cho hành giả. Tôn hành giả trợn con mắt rộng mà nói rằng, tôi không cho mở trói, để vậy đi kiến giá mới đặng kiện cho. Lý Thiên Vương nằn nỉ không được túng cậy phải nhờ Thái Bạch Kim Tinh nói dùm, Thái Bạch Kim Tinh nói, lời xưa rằng buôn việc rộng dung thì đặng phước, đại tại ông nóng nảy quá mà trói người, ha chẳng phải biết tính vượn già là tổ của thầy kiện, thế bây giờ cậy tôi nói làm sao, cứ theo lời lệnh lang ấy, thì nó là ân nữ, bề nào cũng có nghĩa cha con, thế chạy chối đầu cho khỏi hứ nói rồi lại giờ dẩm hành giả mà nói rằng đại thánh vị tình tha để mở trói đặc đi kiến giá nhỉ tôn hành giả nói ông đừng có mở dây vô ích lão tôn này ít ăn cái cũng tới linh tiêu hề thái bạch kim tình cười rằng hơi hơi hơi, con khỉ này thiệt là vô tình quá mà không nghĩ ơn trước nghĩa sau gì hết á chẳng màng việc năm xưa này nói dùm tiểu sự mà không thèm vị đến Tôn hành giả nói, năm xưa ông có ơn nghĩa chi với lão tôn mà ngày nay lại kể. Thái Bạch Kim Tình nói, ta không phạm tội chi nặng, bất quá là náo thiên cung một chút thôi. Xong ông đã kể ơn, lẽ nào ta không vị mặt, biểu thiên vương lại đây. Mở dây đi. Lý Thiên Vương mở trói rồi mời hành giả ngồi lên mà chịu lỗi. Tôn hành giả nói, Tôi nói trước là thua sau thắng nha, thiệt rõ ràng chẳng sai. Thôi, đi trầu cho mau mau, nếu để trễ là thầy tôi lại phải khốn đó. Lý Thiên Vương nói nhỏ với Thái Bạch Kim Tinh rằng, cái con khỉ đột này tính nó không ở không chừng á, sợ bây giờ nó làm bộ bỏ qua, đến trước đền thì nó lại làm thêm nhiều chuyện, lại còn sợ nó nói thêm nói bớt, cho con tinh ở dưới nữa cũng không biết chừng, nên là tôi cũng không dám đi kiến giá, nhờ ông nói dùng cho tôi. Thái Bạch Kim Tinh cười rằng <cười> Xin Đại Thánh nhậm ngôn một phen nữa Tôn Hành Giả nói Chuyện thúc kể tôi đã bỏ qua rồi Chuyện với trái tôi cũng không nói Còn nói dùng chuyện gì Thái Bạch Kim Tinh nói Việc quan một bữa trễ 10 ngày Nếu vào đền thì thiên vương chạy trối, Không nhìn con yêu quái là con Đại Thánh cứ chỉ bài vị làm chắc thì hai đảng cãi là cả buổi ấy chưa xong sợ kéo cơ một hai bữa ấy đại thánh cũng biết rằng ở trên trời một bữa ở dưới thế một năm chẳng những cái con tinh nó thành thân với đường tăng mà thôi nó lại sợ sành đặng một hỏa thượng nhỏ nữa thế thì có phải là hư việc hay chăng khi ấy tôn hành giả ngồi cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói rằng như vậy cũng bất tiện thế bây giờ phải tính làm sao thái bạch kim tinh nói theo ý tôi ấy, thì thiên vương điểm binh đi với đại thánh xuống bắt yêu mà cứu thầy để tôi về tàu lại tôn hành giả nói thế tôi tâu rằng nguyên cáo trốn rồi đây là khỏi đòi bị cáo nhá tôn hành giả cười rằng ta đã vì tình cho xuôi rồi mà lại nói là ta trốn xu chui trốn nhủi ha thôi thôi bảo lý thiên vương là giàn binh cho sẵn mà đợi đặng là ta đi với kim tinh về tâu lại cho rành lý thiên vương nói sợ đại thánh nói tôi nghịch cho nên là tôi không dám kiến giá thì tội nặng vô cùng tôn hành giả nói ta không ta là người đại trượng phu một lời đã nói ở bốn ngựa không theo kịp lẽ nào mà kiếm chuyện hại người thiệt coi là lão tôn không đáng mặc quân tử mà lý thiên vương liền tạ ơn rồi điểm binh tại cửa nam thiên mà đợi còn thái bạch kim tinh và tôn hành giả đồng kiến giá tâu rằng à, kim tỷ bạch mao lão thử tinh làm bài vị lấy tiếng này lý thiên vương hay tin ấy đã điểm binh đi bắt xin hoàng thượng xá tội cho thiên vương thượng đế y tấu tôn hành giả trở ra nam thiên thấy lý thiên vương và na cha đứng chờ đợi cùng nhau đằng vân giá võ tới núi hãm không Khi ấy sa tăng bắt giới đồng nghênh tiếp Lý Thiên Vương nói Chẳng chịu vào hang cọp sao bắt được con hùm Ai dám đi trước đây Tôn hành giả nói Lão Tôn chịu đi trước Na cha nói tôi vâng chỉ bắt yêu Xin đi tiền phòng mới phải Bắt giới cũng làm phách mà nói lớn rằng Để lão trừ đi đánh trận đầu Lý Thiên Vương nói, đừng cãi lễ làm chi, cứ y theo lệnh ta sai phát, tôn đại thánh và tam thái tử đi tiên phong. Còn chúng ta thủ miệng hang mà chờ nó ấy là nội công ngoại kích Kẻ trong đuổi ra phải có người đón lại Nếu không thì nó khổng phường xuống đất Thì nó khó nổi lên trời Ai nấy đều vâng lệnh Tôn hành giả và na tra lãnh thiên binh Nhảy xuống miệng hàng Kiếm khắp nơi khổng đặng Chẳng ngờ cái ả đó bắt được tam tạng Đem xuống nhà nhốt tại gốc đồng nam Nhà ấy phần nửa ló lên trên Phần nửa trồn dưới đất Ở trước cửa có trồng ít chậu bông xung quanh cắm cờ đen lên khói nghi ngút đền không ngó thấy vừa hay nữ quái nghe thiền bình dâm rộ ló cổ ra mà giọt thì bị thiền bình ngó thấy mà hô lên rằng nó trốn tại đây tôn hành giả chạy lại gióng thiết bảng sập nhà thiên binh áp tới bắt hết bảy nữ quái trói lại còn tôn hành giả kiếm đậm thầy lấy lại gói hành lý giặt còn ngựa lòng mã trở ra khi ấy địa võng phu nhân thấy mặt na cha liền quỳ lại xin anh thứ tội na cha nói nay vâng chỉ đi bắt ngươi không lẽ thả đặng cha con ta đã vì một cây hương của ngươi thiếu chút nữa mà mang tội nặng nói rồi chuyển binh trói lại đồng bay lên khỏi miệng hàng còn tôn hành giả vui cười bảo thầy lại tạ ơn thiền vương và thái tử gia tăng mặt giới muốn làm thịt còn tình thì thiền vương nói chẳng nên chẳng nên phải giải nó về thượng đế để xử tội nói rồi từ giã mà lên mây còn tam tạng lên ngựa, thầy trò đồng đi luôn, không ghé chùa Tấn Hải nữa. Bốn thầy trò đi tới mùa hè, xảy thấy một bà già dắt đứa con nít, đứng ở dưới cột giường liễu mà kêu lớn rằng, Hoa thương, đừng đi nữa, mau trở lại hướng đông, nếu qua hướng tây thì bỏ mạng. Tam tạng thất sắc nhảy xuống ngựa bái mà hỏi rằng, bà ơi, thường hay có câu nói rằng, biển rộng mặc dầu cá lội, trời cao mặc sức chim bay xảo bà nói phương tây không đặng bà ấy chỉ tay mà nói rằng cách năm sáu dọc đường là nước diệt pháp vua nước diệt pháp thật được lắm cách hai năm nay có hứa một lời nguyện diệt cho đủ số muôn hỏa thượng mới thôi hai năm nay đã giết đặng chín chín trăm sáu mươi thầy sãi vô danh rồi vua diệt pháp có truyền chỉ rằng đợi kiếm cho đặng số sãi vô danh nữa là bốn sãi sẽ giết cho đủ số nếu bốn thầy đi tới thành thì đặng làm tống mạng bổ tát rồi còn gì tàm tạo nghe nói sợ quá rút lập cập và nói rằng bần tăng cảm ơn bà nói giúp xong không biết có ngõ nào đi mà tránh khỏi xin chỉ dùng cảm ơn bà ấy cười rằng không có ngõ nào mà đi cho khỏi trừ ra phải biết bay thì mới ra khỏi được nước này bắt dưới dướn cổ mà nói rằng ô oh, bà đừng có dọa người nhá chúng tôi đều biết bay hết thảy đó Hết chương thứ 83, chương thứ 84, quan âm mách miệng cứu đường tăng, hành giả cạo đầu vua diệt pháp. Còn tôn hành giả trợn mắt lửa trỏng vàng, coi thế bà ấy là quan âm. Còn cái thằng nhỏ là thiện tải đồng tử, liền quỳ lại mà bạch rằng, đệ tử không hay nghình tiếp, xin bổ tát từ bi. Bà hiện nguyên hình là quan âm, người nhỏ hiện thiệt là thiện tài đồng tử, đều bay lên nửa lừng. À, tạm và xà tàng bát giới, hãi kinh cứ cúi đầu lại mãi. Quan âm và thiện tài bay về Nam Hải. Khi ấy, tôn hành giả đỡ thầy dạy mà nói rằng, Bồ Tát đi mất rồi, thầy còn lại ải đó. Tạm tạo nói, ngộ khô ngồi. Bồ Tát đã mách bảo như vậy rồi thì chắc là vô diệt pháp trắng hèn. Biết làm sao mà qua cho khỏi tôn hành giả nói xin thầy đừng sợ chúng ta thường gặp yêu tinh thế còn là hại không nổi huống chi là người phàm tục mà sợ làm sao xong cái chỗ này á ngủ không đặng nếu trời tối thì có ai đi tuần gặp hòa thượng thì bắt quách chẳng tha chi bằng kiếm chỗ vắng mà chú đỡ tam tạng y lời mà xuống ngựa bỏ lộ băng vào chỗ sầm uất cò hầm hố mà ẩn mình tôn hành giả nói Vậy thôi, xà tàng bát giới bảo hộ thầy, đặng ta biến hóa vào nước ấy, coi có ngõ nào mà đi đặng thì đêm nay đi lén cho xong. Dặn lên mây ngó xuống, thấy khí tượng hiền lành, tôn hành giả khen rằng, Ủa, cái nước này tử tế quá chừng mà, sao lại gọi là nước diệt pháp chứ? Giây phút trời tối, tôn hành giả muốn đi thám thính, xong sợ chúng bắt, lại phải hóa ra còn trầu chấu bày vút tới chợ, xài thấy cái tiệm kia treo một cái cỗ lồng đèn lớn ít an ít vãng lai thượng cổ dưới đề bốn chữ tiệm vườn tiểu nhị tôn hành giả biết là tiệm cơm bày vào ngó thấy tám chín người bận quần áo tử tế Cò kẻ có khăn Cò kẻ không khăn mấy cái anh buồn ngủ rồi liền cột khăn cởi áo để dựa ở bên giường nằm. Tôn hành giả ngó thấy nghĩ thầm rằng hê, hey, May lắm, may lắm Chắc là thầy qua khỏi nước này được ấy. Để đợi mấy cậu ấy ngủ Thì mình mượn đỡ áo khăn Giá làm người tục về qua thành mới đặng Xảy thấy vương tiểu nhị bước ra mà hỏi rằng Các ông ơi, nhà buôn bán kẻ ra Người vô ăn ở kẻ phải lấy quấy kháo Những áo khăn đồ hành lý Phải gửi giữ gìn cho kỹ càng nhá Mấy người bộ hành nghe nói trở dậy tạ rằng là, <laughs> Ông nói phải lắm, chúng tôi rất cảm ơn. Xong đi đường mỏi, mệt quá, chắc là ngủ mê, ẻ rủi rò khốn khổ. Vậy xin ông cất giùm cái gói hành lý khăn áo mài sẽ đưa lại cho chúng tôi. Tiểu nhị y lời đem khăn áo vào phòng mang lên trên giá còn tôn hành giả nóng nảy bay theo đậu ở giữa chỗ móc khăn thấy tiểu nhị trở ra đóng cửa xong tắt đèn rồi đi nghỉ con vợ của tiểu nhị thì đương dỗ hai đứa con chúng nó cứ khóc hoài không nín phần thì vợ tiểu nhị mắc à, vá quần áo rách rất nhiều nên thức khuya lắm tôn hành giả nghĩ rằng à nếu chờ vợ đâu ngủ mà lấy khăn thì chắc là cửa thành đã đóng rồi chỉ bằng là làm phức trò màu Nghĩ rồi bày lại chụp gọn đèn tắt, liền hóa ra con chuột kêu vài tiếng, rồi lại hiện hình lấy áo khăn chạy ra. Vợ tiểu nhị hoáng hồn hoảng vía, kêu chồng mà nói rằng không xong, không xong. Tôn hành giả nói, Vương Tiểu Nhị, người đừng nghe lời vợ, ta chẳng phải là chuột thành tinh, người tránh trực không làm khuất lấp, ta thiệt là tề thiên đại thánh, theo bảo hộ đường tăng đi thỉnh kinh, nay ta mượn khăn áo bận quà đi hòa khỏi cái thành này, rồi sẽ trả lại ý số. Nói rồi đằng vân bảy mất, còn tiểu nhị tính nóng đẩy, nghe vợ kêu liền dậy lấy áo mà bật, rồi lộn nhầm cái quần, phần thì tối thui nên không thấy rõ, nó ngỡ là cái áo sỏ tay hoai mà bận không nổi, cử lục đục trong buồn. Thì ấy tôn hành giả về chỗ cũ, tam tạo hỏi rằng, thế đổ đệ đi qua, nước diệt pháp có đọng chăng? tôn hành giả để khăn áo xuống rồi thưa rằng muốn đi qua nước diệt pháp ấy thì đừng có làm cách thầy chùa bác giới nói thế cái đó có khó gì không cạo đầu nửa năm thì thành người tế tục thôi tôn hành giả nói có đâu chảy ngảy như vậy phải làm kẻ thế bây giờ chứ tham tạng hỏi thế làm sao bây giờ tôn hành giả nói trong thành này ấy, thì con đã đi xem rồi tuy vua diệt pháp vô đạo mặc lòng song ở trong nước có khí tượng hiền lành lắm à, con mê khăn áo ở trong quán này chúng ta ăn mặc theo kẻ tục mà vào quán mà ngủ à, qua canh tư chờ dậy cơm nước đợi qua canh năm thì sẽ mở cửa thành mà đi. Dầu có ai bắt gặp thì à, ta cũng nói là không sai. Tùy à, vua diệt pháp cũng không lẽ cản trở. Bề nào cũng phải trò đi. Tam tạng cũng cực chẳng đã, phải thay quần áo theo thế thường. Xà Tăng nói phái, hành giả xa tăng bát giới cũng thay đổi như vậy. Tôn hành giả nói. Lúc này phải dẹp bốn chữ à, sư phụ đổ đệ, kêu đỡ bằng anh em, thế kêu thầy bằng đường đại ca, à, ta là tôn nhị, à, bát giới là chư tam, xà tăng bằng xà tứ. Tuy vậy mặc lòng, để một mình ta nói chuyện, còn ai đấy cứ ừ hứ mà thôi. Để ta nói à, bốn anh em đi bốn ngựa, đi một tốc mười người, bốn anh em mình à, bước vào trước bốn phút, sau sáu người khác sẽ dắt ngựa tới ở chung chờ bán hết, bán hết ngựa sẽ trả tiền phố mà đi nhờ có cái con ngựa này làm cớ tam tạng cũng y lời tôn hành giả dắt ba thầy trò đi ngang qua tiệm nhiệu tiểu nhị nghe bộ hành cãi lấy người mất áo kẻ nói mất khăn tôn hành giả làm thinh đi thẳng tới thấy ở phố kia còn mở cửa tôn hành giả hỏi rằng ở đây có căn phố nào rảnh không tôi muốn một căn mà ở có bà già ở trong phố bước ra hỏi rằng tôi có vài căn phố không xin mời bước vào đây đàm đạo nói rồi sai một tên bạn dắt ngựa ra vào phố rồi hối thắp đèn tôn hành giả nói bóng trong chiếu vào cái chỗ ốc lậu sáng như ban ngày đừng thắp đèn vô ích tên bạn bưng đèn đến tôn hành giả thổi liền Kê còn đòi đem bốn chai nước trả thiết đãi bà chủ phố bước vô tôn hành giả đón vóc bà ấy chừng năm mươi tám tuổi bà ấy đứng dựa mà hỏi thăm rằng chẳng hay là các ông ở đầu đến đi buôn bán vật chi tôn hành giả nói chúng tôi ở phương bắc đến đây buôn ngựa bà ấy hỏi rằng chẳng hay ông nào họ chỉ tôn hành giả nói ông này là đường đại ca tôi là tôn nhị người này là chư tam người kia là sa tứ Bà ấy cười rằng, <cười> bốn ông khác họ mà ở chung, bọn tôi đồng lắm, đi tới mười anh em, bốn đứa tôi đi mướn phố, mai à, sáu người ấy đem bảy ngựa vào đây, đợi bán hết rồi mới về xứ. Bà ấy hỏi, bảy ngựa hết thảy bao nhiêu? Tôn hành giả nói, ờ, lớn là nhỏ một còn như con ngựa này song khác màu sắc bà ấy cười rằng ôi tôn vị quan nhân thiệt lạ may lắm mới khiến đến phố tôi nếu mà đến nhà khác chắc là không dám chịu bởi phố tôi rộng rãi à tàu ngựa không thiếu gì có và lúa cũng nhiều lắm dẫu một trăm mốt con ngựa cũng có tàu nguyên phố cũng có danh vì chồng tôi họ triệu này đã khuất rồi Nên họ cô kêu phố tôi là phố triệu quả phụ Tôi đã ai khách à, đã có danh rồi Lời xưa nói Hàng chia cào thấp bà phần giá Khách trắng xa gần bậc mở một bậc người Tôn hành giả hỏi Ba bậc ấy xin cắt nghĩa cho danh Bà ấy nói Bậc thượng đủ năm thứ trái cây đủ năm món đồ nấu Hai ông ngồi một tiệc có đứa con gái hầu rượu cả sang mà mỗi chục năm chỉ bạc lại là có phần tiền ngủ phòng rồi tôn hành giả nói như vậy cũng vừa lắm xin cắt nghĩa bực chót ra thế nào bà ấy nói bực chót là rất hèn tôi không dám nói tôn hành giả nói có can gì mà ngại xin cắt nghĩa cho chúng tôi rõ liệu mà sức mà dùng bà ấy nói bậc thứ ba thì cơm sẵn ở trong chảo muốn dùng bao nhiêu thì xúc mà dùng ngố ở ngoài hiên là sáng ngày trả tiền cơm mà bao nhiêu cũng được bác giới nói như vậy thì lão trừ có phước lắm mà. Xúc ăn cơm một bữa cho no rồi ngủ tại xó bếp cũng đã. Tôn này giả nói, thế chú nói gì lạ vậy? trà chả, chả, lại không đủ bạc và dùng ở đồ bực thượng một bữa hay sao? Bà ấy mừng rỡ bảo nấu trà ngon và làm thịt gà, thịt ngỗng, dọn thêm đồ uống rượu. Tam Tạng nói rằng, <laughs> bày đặt bực thượng nay bảo họ dọn đồ mặn mời ăn uống thì làm sao? Tôn hành giả bước xuống lầu và bảo rằng, à bữa nay chúng tôi ăn chay, đừng có dọn đồ mặn nhé. Vậy thì bây giờ dọn cơm chay cho tử tế, ta cũng trả tiền cho bậc thượng. Bà ấy mừng rỡ bảo thôi việc sát sinh, lò dọn tiệc chay rất nền vén khéo. giây phút dọn cơm chay, bốn người ăn uống nửa bữa. Xảy có tiếng khu lục cục, tôn hành giả hỏi chuyện chi rầm rầm. Bà ấy nói, trẻ nhỏ đem kiệu rước cái con ấy đến hầu rượu cho vui. Tôn hành giả nói, thôi thôi, bữa nay ăn chay mà, không lẽ lại làm như vậy? Và lại anh em chưa đủ mặt để đem mai hội tề, sẽ thỉnh nàng ấy hầu rượu sau. Bà ấy nói phải, chuyển dẹp kiệu tức thì. Khi ấy bốn thầy trò ăn uống rồi, Chúng lại dọn dẹp xong sảng, tàm tạng hỏi nhỏ hành giả rằng, thế bây giờ thì tính ngủ ở chỗ nào? Tôn hành giả nói, ngủ ở trên lầu cũng đặng. Tàm tạng nói, không tiện đâu, vì chúng ta mỏi mệt, nếu họ lên thấy lậu sự ra, chắc là bắt giải ta để phải đền thì khốn. Tôn hành giả nói phải, liền bước ra rộng ván lầu, đùng đùng. Triệu quả phụ chạy lại hỏi rằng, tôn quan nhân có chuyện chi? Tôn hành giả hỏi, thế bây giờ chúng tôi ngủ ở chỗ nào? Triệu quả phụ nói, ngủ ở trên lâu có cửa sòng mát mẻ lắm, và lại không có mũi mòng. Tôn hành giả nói, ngủ không được đâu, bởi trừ tàm quan có bệnh phát lạnh, xa tứ quan lại sợ gió, đường đại ca muốn ngủ ở cái chỗ cho thiệt tối đen, ý ta cũng vậy. Triệu quả phụ bước ra nhà sau đứng than thở. Con gái bà ấy bồng con lại mà an ủi rằng mẹ ơi, tháng này tuy ế ẩm, xong qua tháng 10 sắp tới thì việc sanh ý sẽ khá hơn, thế nghỉ ngày nào mà than thở. Triệu quả phụ nói, không phải về buộc sanh uh, uh, buôn bán ế ẩm, hồi hôm đã có bốn người buôn ngựa mướn phố rồi, lại muốn ăn uh, đồ nhất. Ngỡ là mình kiếm đặng tiền ai dè nhằm bữa ăn chay ngày mai lại ăn mặn lạ chi không dọn đoạn đồ mà hạng nhất mà kiếm ít tiền nhiều triệu quả phụ nói lại còn một chuyện rất khó là bốn người này có bệnh muốn ngủ ở chỗ nào kín đáo túi thui nhắm lại chỗ nào như vậy chỉ bằng liều thí cho một bữa cơm không tiền bảo họ kiếm khách sạn mà ngủ nàng ấy nói thưa mẹ có chỗ túi thui mà cũng không có gió nữa triệu quả phụ hỏi thế là chỗ nào Nàng ấy nói, ông già hồi trước có đóng một cái tủ, bề cao ba thước, bề dày bảy thước, bề rộng bốn thước, giàu có sáu bảy người nằm cũng đặng, đèm bốn cậu ấy mà liệm vào đó cho xong. Triệu quả phụ cười rằng ấy, sợ họ không chịu ngộp hết, để hỏi thử xem mà coi thế nào như đặng thì xong lắm. Khi ấy, triệu quả phụ bước lại mà trả lời rằng, nhà tôi trống trơn hả, à, không có chỗ nào chẳng gió, trừ ra có một cái tủ rộng và bịt bùng, xin mời vào đó mà ngủ. Tôn hành giả nói, sòng lắm. Triệu quả phụ xài tướng ra khiêng tủ ra, mở cửa rồi bắt giới nhảy vô. Tôn hành giả dắt thầy vào, bảo triệu quả phụ đóng cửa lại và dắt buộc con gựa dựa tủ cho chắc. Triệu quả phụ y lời khóa cửa tủ cứng ngắc, còn bốn thầy thì bị hầm hơi, mồ hôi như xối, liên cởi áo ra lấy khăn mặt mà quạt đỡ. Tới canh hai ai đấy đều ngủ hết, Tôn hành giả nắm véo vào bắp đổi bát giới thì thức giấc nói bứ sứ giả đừng có khuấy mà mệt quá nhỉ, để ngủ cho khỏe. Tôn hành giả đặt chuyện và nói rằng bạc vốn tính là 5 ngàn lượng hôm trước bán nửa ngựa, ngựa đặng 3 ngàn và bạc họ bán ngựa giao cho mình 4 ngàn nữa là 7 ngàn còn 7 ngựa cộng lại đó bán cầm bỏ đặng 3 ngàn lượng một một muôn tính chạy vốn một lời bát giới cứ ngủ khỉ không thèm nghe tới rồi cái lũ gánh nước nấu ăn nó đi ngang quà nghè đặng lời ấy chung thuở này quen vốn lợm bợm hay kêu mà chia tiền liền thuật cho ăn cướp hay kéo tới hơn hai mươi đứa báo hại triệu phù kinh hồn mất vía tấn thêm kẻo ăn cướp vô Chẳng ngờ cái đảng ăn cướp này nó không đáng quán, nó sẵn lòng đoạt cửa bộ hành. Lên lầu thấy một cái tủ ngoài, tủ buộc con ngựa kim. Chúng nó khen rằng, ê, người buôn bán đã biết thế thần, nên cất bạc tiền vào tủ. Chi bằng là khiền hết về nhà chi. Bàn luận rồi, đứa thì mở ngựa dắt đi, còn bao nhiêu áp lại khiêng tủ. Khi ấy bác giới tỉnh rất hỏi nhỏ rằng, ố, ai khiêng tủ đó? Tôn hành già hỏi nhỏ rằng, đừng có làm ngay, để nó khiêng tới Tây Phương, mình khỏi mất công đi bộ mà. Còn cái lũ ăn cướp nó lại khiêng trở về động, đánh quân giữ cửa thành chạy tán, khiêng chúng nó khiêng tổ dắt ngựa ra cửa thành. Nói về quan binh bộ và tổng binh nghề báo, liền cất binh mã đuổi theo, lũ ăn cướp thất kinh bó ngựa và tủ chạy hết. Quan tổng binh bắt không đặng ăn cướp, thấy con ngựa tốt quá, liền cởi lấy, chuyển quân khiêng tủ về thành, viết giấy niêm phòng tủ ấy lại, chuyển quân cảnh giữ, đợi mai sáng sẽ tâu cho vua hay còn tam tạng ở trong tủ trách nhỏ tôn hành giả rằng con khỉ mắc phong hải sinh sự làm báo hại phải chi ở ngoài đi đổi điệp thông quan thì còn cái chỗ cãi lẽ nay làm sự giản dấu chắc là theo sãi trước cho đủ số một môn tôn hành giả nói nhỏ rằng xin thầy đừng than thở mà chúng hay bè nào thì ngày mai còn cũng tâu với lại là hôn quân thì vô sự thầy hãy ngủ đi Đến nửa canh ba, tôn hành giả lấy thiết bảng hóa ra cái khoan vỏ, hoàn lủng đáy tủ, lại biến làm con kiến cánh bò ra, rồi bay lên mây hiện nguyên hình, nhố một nắm lông ra, hóa ra con buồn ngủ, hình như con bồ hông gọi là hạt thoát trùng, vì nó bay vào lỗ mũi thì ngủ gục. Tôn hành giả niệm chú thầu thổ địa đến bảo rằng, Người ơi, đem các con buồn ngủ này bỏ vào mũi của vua Diệt Pháp và nội cùng bá quản cũng vậy thổ địa phụng mạng đi liền tôn hành giả lại nhố lông hóa ra một bầy hành giả nhỏ cầm cây thiết bảng hóa ra rào cạn huyên thiên truyền các hành giả vào thành thấy ai đấy ngủ mê thì cạo đầu hết thảy thương hại cho lục bộ và cùng phi mỹ nữ tồi chúa cá triều đều trụ lúi đội nửa giờ các hành giả nhỏ cạo đầu xong rồi đem giao về cho tôn hành giả Tôn hành giả rùn mình thầu lồng lại Và thâu thiết bảng cất vào tài Rồi biến ra còn kiến cánh bay xuống đáy tổ chùn lên Hiện nguyên hình nặng ngủ tiếp dạng ngay các cùng nga Mỹ nữ trở dậy điểm trang Thì không thấy có tóc mạc bới Các thái giám cũng như thầy chùa Hoàng hậu thức dậy Thấy cung nga trơn lù Giờ tới đầu của mình cũng láng lẫy Nghĩ rằng hèn chi chúng nó khóc thầm không rõ vì cớ nào có điểm dị sự nghĩ rồi còi vua diệt pháp giống in hỏa thượng chẳng xài kê vua diệt pháp trở dậy thấy hoàng hậu như vậy ngỡ là mới quy y liên phán rằng ê hoàng hậu làm thế làm gì lạ vậy hoàng hậu tâu rằng chúa công cũng vậy không phải một mình ta Vua Diệt Pháp phán rằng, biết rồi, biết rồi, tại chấm hãy giết thầy chùa, đến trời cho quả báo như vậy. Ngó thấy Cùng Nga và Thái Giám cũng như vậy. Vua Diệt Pháp phán rằng, chuyện này nội cung biết, đừng có để cho kẻ ngoại thần hay, sợ ở bá quan đặt điều biếm nhá. Còn bá quan thức dậy mới hay, ông nào cũng giật mình hết thảy, thấy chuyện kỳ dị lật đật vào trào mà đãi tội hết chương thứ 84.